Ui da. Trời ơi là trời. Riết mà không biết cái quán cà phê hay là cái nhà nghỉ công cộng nữa. Sao mà cứ tự nhiên như nhà như vậy. Mà mấy người này cũng ngộ ghê á. Mà không biết mắc cỡ lại gì luôn. Rồi làm vậy là vui dữ chưa. Ủa thơm như vậy. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ôi, không có miếng viên nào hết trơn luôn á. Riết rồi ha, rạp chiếu phim nè, quán ăn nè, bây giờ tới quán cà phê nữa. Riết chỗ nào cũng biến thành cái khu vui chơi giải trí cho xiếc thú hay gì á. Nhìn Riết hư cái con mắt đó. Anh thấy vui mà. Vui không? Khỏi coi phim. Phải quá ha. Quay chỗ khác. Nè, anh nghĩ sao vậy? Chốn công cộng của người ta vậy đó mà làm mấy cái trò như vậy. Không có miếng viên dùng nào hết á. Muốn quá thì đi chỗ khác, đi về nhà mà làm. Anh nhìn nữa không? Nhìn không? Nhìn em cắt anh bây giờ. Đi về. Ngồi lại đi chơi chút nữa đi. Chơi không? Đi về. Nhìn. Ui, ơi, ui, ơi, đau em. Vẫn còn làm luôn hả trời? Nãy giờ hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Rồi không biết mệt luôn. Ôi, quán xá của người ta. Rồi lỡ gì hả, trẻ con tụi nít nó vô thấy rồi sao? Có phải là hư hết cả một thế hệ hả? Không được, Út làm lại ra tay nó. Anh chị ơi, anh chị ơi. Dạ, anh chị mình có muốn chăm thêm trà đá không? Hay là gọi thêm gì không? Để em order cho. Anh không cần nha. Khi nào anh cần thì anh tự kêu. Đi vô trong giúp anh đi, nhanh. Đấy. Tiếp đi. Đúng rồi, kiếp nạn thứ 82 của Út Lành đi làm thi. Trời ơi, dạ, vậy mà không thấy kỳ hết trời. Quán xá đông đúc mà cứ như ở nhà vậy. Anh gái. Em muốn chăm trà đá hả? Để em chăm cho. Đâu có, anh không có chăm trà đá. Bên kia kích thích hơn kìa. Phải hai đứa kìa không? Anh cũng thấy đúng không? Đúng rồi. Bởi vì em nói với anh hả? Nghĩ sao quán xá đông người mà làm mấy cái trò con bò gì không biết nữa. Với hả? Người chùm vậy, người vuốt ve ở bên trong á. Trời ơi là trời. Làm như nhà chứ. Biết cũng không coi ai ra gì chứ. Đúng rồi đó. Tụi nó không coi ai ra gì chứ. Anh coi nhìn kìa. Vuốt kìa. Đó. Chùm vuốt. Thiệt luôn. Tao phải vuốt gì nè nó. Ê! Nè. Sao vậy? Làm sao? Làm bị gì? Là muốn biến thái đúng không? Hả? Trời ơi trời, vô duyên mà tưởng mình hài hước hả? Muốn biến thái này không? Đâu. Anh giỡn chút xíu thôi cho giống hai đứa bên kia thôi. Ừ giống hả? Giỡn cho một cái bây giờ. Giống không? Hả? Nè, tôi cho uống hết nguyên cái bình trà đá này luôn giờ. Bước nha, bước lại cái nết đó nha, nha. Đừng uống đó nữa, uống này nè. Rồi thấy hai chữ biến thái in trên mặt rồi. Giỡn chút xíu làm gì chứ hả? Giỡn không? Tôi cho anh uống nguyên cái trà đá này luôn. Giỡn rành. Anh Thành. Sao hôm nay làm được không? Trời ơi anh Thành. Gì vậy? Hả? Em chỉ anh coi nè, anh coi sao anh mù mắt luôn. Thử ghê vậy? Đó, thấy chưa? Trời ơi trời, quán xá ngày đầu tiên đi làm luôn mà em cảm cảnh này đó. Cái bạn thứ 82 của em luôn á. Người muốn cái gì á thì người ta đi ra ngoài đi. Không, đằng này á ngồi quán của em cứ chùm lại cái mồ mẫm trong đó đó. Là em cũng không biết đang làm cái gì trong đó nữa. Kỳ cục thiệt luôn á, nãy giờ em chướng mắt lắm. Em tức lắm mà em cũng không biết làm sao nữa. Bực mình. Mù cái mắt luôn. Thiệt kỳ cục lắm luôn á trời. Được rồi, đây anh. Anh có cái trò này vui lắm. Bây giờ lấy cho anh một ca nước đá, nhiều đá, nhiều nước luôn. Mộc Hoang bình tĩnh đi. Hả? Ý là hồi nãy em cũng có thử rồi, em cũng đi chăm trà đá giả bộ gì đó nhưng mà đuổi em ra. Yên tâm, cái trò của anh vui lắm. Em lấy cho anh đi. Ok, giờ anh cầm này trước đi. Vô chỗ của em lấy cho anh một người. Cày thật đầy luôn. Ok, đi. Vui lắm, bao vui luôn. Ôi, 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 chết rồi, mày tạt nước vô mặt tao không? Bây giờ mày nói gì? Lỡ tay gì? Hả? Ướt hết trơn hả? Thôi chết rồi. Tôi lỡ cố ý mà ướt hết luôn hả? Trời hay dữ ta. Lỡ cố ý là sao? Má mày điên hả mày? Mày chửi ai điên? Mày không mày chửi lên cái được rồi. Hai đứa mày điên thì có.
thể chỗ quán cà phê của người ta, quán cà phê đàng hoàng chứ đâu phải quán cà phê ôm đâu. À, hai đứa em muốn ghiền nhau, muốn quấn nhau quá, đà 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 kìa. Đó, nhà trọ kìa, khách sạn, nhà nghỉ. Mình vô trong đó mình thay phòng, mình quấn nhau rồi muốn lăn rồi đấu hip hop trong. Mắc mớ gì cái nằm này quấn kỳ cục vậy. Tao làm cái gì là chuyện của tao, tao liên quan tới mày. Mà bây giờ mỗi người có một cái sở thích. Giờ người ta thích vô khách sạn, tao thích ở đây nè, mát mẻ. Hay là nãy giờ mày điện ghệ tao? Trời trời, mày thấy con ghệ tao ngon mày điện không? Tao nói mày nghe nè, mày đủ tỉnh táo để nói chuyện không? Mày nghĩ sao mà gu tao nó thấy như vậy? Chỉ có gu mày á, 49 gặp 50 á con. À, mày chê ghệ tao hả? Ê, mày làm gì mày làm gì tao? Thôi cho em kể nè. Mày quýnh đâu? Mày quýnh đâu? Mày quýnh đâu? Sao? Mày quýnh đâu? Mày sao? Bỏ đi anh Thành. Bỏ đi. Nè, hai đứa tụi bay thôi đi nghe. Tao ngồi uống cà phê này nãy giờ, tao chứng kiến tụi bay từ đầu tới giờ rồi. Hai đứa tụi bay mà có ghiền quá thì đi ra ngoài đường á, vô bụi lùm bụi xá vậy đó, xử nhau cho đã đi. Đúng rồi đó, cho gắn cắn chích tụi bay luôn cũng được chứ. Dũng đứa bệnh hoạn mà. Mày bệnh không? Tao quýnh hai bay luôn giờ bệnh không? Bệnh không? Tao tiêu 500 anh em tao lại, tao nghỉ đây luôn á. Ôi, bệnh hoạn rồi đó. Đi luôn rồi. Thằng chó, mày làm cho tao bị nó chửi không? Tao giết mày luôn. Cái gì vậy? Bà coi nó kìa. Mẹ nó kiếm chuyện với tôi nè. Mày coi khách bà kìa. Thôi được rồi. Muốn đánh lộn đúng không? Đi ra ngoài đường mà đánh lộn. Tự nhiên vô quán tôi đang làm ăn tự nhiên phá rối vậy đó hả? Bây giờ có đi không? Không đi đúng không? Tôi kêu công an cọc đầu mấy người bây giờ đó. Tụi quấy rối trật tự nơi công cộng hả? Biết. Rồi được. Đi gì đi. Nè, lần sau á mà tôi còn ghé quán bà nữa tao làm chó. Biết. Còn mày nha, mày nhớ mặt tao nha. Tao mà gặp mày ở đâu á, tao muốn mày thấy bà mày luôn á. Trời ơi, mày vô đây. Tao sợ mày à. Ủa đi, tụi. Đây nha em. Tí đậu. Trời ơi, mày tí tao một cái coi. Ủa rồi tụi. Ủa tao mày. Còn mày đó. Mới vô làm à. Làm không lo làm, phục vụ không lo phục vụ. Vô cái hạ bồ bịch yêu đương lăng nhăng. Trời hả? Gây lộn, gây lạo, ghen tuông nhau ở đây nữa. Đâu làm vậy có được không? Tụi con là... Bây giờ khỏi giải thích. Mày nghỉ luôn bữa nay luôn đi. Ê, cô ơi, con... Ai, bà là bà chủ quán này hả? Sao bà không biết đầu đuôi câu chuyện vô, bà không biết đúng sai vô, bà cãi, bà chửi mình, đuổi mình luôn vậy? Nghỉ làm rồi, em bị mất việc rồi. À, thấy chỗ này làm không ổn đâu rồi. Nghỉ đi. Ngày mai anh chở em đi kiếm chỗ khác làm. Hả? Nghỉ đi, trả. Ê, nhưng mà em mới ngày đầu. Cả đây, cả đây. Ngày đầu à? Cãi đó, bỏ đi em ơi. Ủa? Đi về. Là sao? Đi về. Ừ. À, bị mất việc luôn. Cả nè. Đi về.